bạn, chào các bạn đã đến kênh YouTube của mình. Đây, hôm nay mình sẽ quay mấy cuộn ốc bưu vàng cho các bạn xem nhá. Bây giờ mình sẽ bóp nhá, và đố các bạn biết đây là cái gì. Đây chính là cái lưỡi bắt quái các bạn ạ. Lưỡi bắt quái này làm gì? Và bây giờ mình thấy một con ốc bưu này. Đấy, con ốc bưu này ăn rất là ngon nhá. Đấy. Các bạn có biết cái gì là lưỡi bắt quái này để làm gì không? Để bắt tôm cua, cá tép các bạn ạ. Đấy, một cái lưỡi bắt quái như thế nó dài răng rặc thì các bạn mà chỉ cần mỗi buổi tối các bạn tha một phát thế. Đấy, đến sáng mai các bạn có thể vớt. Đấy, đống tôm cua cá tép luôn. Đây, mình đã bắt được một cái ốc bưu này. Đấy, cái ốc bưu này rất là hay nha các bạn. Đây, vỏ nó rất là cứng. Nếu mà con nào mà già về thì vỏ nó rất là cứng luôn. Mà các bạn cẩn thận không thì cái vỏ ốc này nó đâm vào tay rất là đau. Cái máu ấy. Và ở đây là có cái lột xoáy nha. Đấy, dường như con ốc nào nó cũng có cái xoáy đằng sau này. Đấy, bình thường người ta hay bắt ốc như thế này nhỉ, cho vịt gà ăn nè, hoặc là có người ăn cũng được. Đấy, ốc này các bạn luộc lên rồi, luộc lên sạch rồi chèo chèo bên lá kia. Cái gì à? Cái trứng của nó với cái đít nó vứt đi. Đấy, cho gà vịt ăn. Còn cái đầu ốc mà này, cái đầu của con ốc ạ, là các bạn nên xào ra ướp hay là nấu ốc về nên nó rất là ngon luôn. Bình thường mình hay xào với cà, mình thích xào cà hơn. Xào cà ăn nó rất là ngon mà chế cơm quá. Đấy, ăn ốc rất là ngon. Mà cái này làm rất là kỳ công luôn nha các bạn. Không đơn giản đâu. Làm cái này ngâm cho nó nha hết cái bơ đất như này. Đấy. Rồi các bạn đem đi luộc này. Rồi chèo lấy hột nó. Đó là trứng nó này. Đấy, cái này phải sát nhiều muối các bạn. Rất thật sạch không đất. Đây. Đây là cái phần đầu của nó này. Đấy, các bạn thấy không? Đây đầu của nó ấy. Ở đây cái bờ ao. Ao mà toàn là rau muống mà này. Đấy, cái này là ốc ở đây nó bám rất là nhiều. Đây, mình sẽ cho các bạn xem nhá. Có mấy con ốc luôn. Đấy. Ở nhà mình toàn là bắt từng số ốc như thế này đi. Đó. Cho nên là các bạn thấy ở góc này nhiều người họ tha vịt như thế này ấy. Thế đó, nó ra ăn dưa nó ăn. Và ở đây là có một cái lưới bắt quái vào này. Đây. Trong này có cá ấy. Nhưng mà kêu họ mới tha hay sao ấy các bạn. Cho nên là chưa thấy con gì. Cái này á tha tầm 30 phút thôi các bạn. Tha tầm 30 phút thôi các bạn vớt ra là đã thấy được đống cá rồi. Đấy. Đây là ốc quế các bạn. Ốc quế là họ hay ăn những cái đồ đồng như thế này rất là tốt luôn. Đấy. Tốt hơn các đồ đều họ đã chế biến rồi. Vừa lội xuống vườn sóng, chân tay rất là bẩn. Đất nó bám đầy. Chân tay rất là bẩn luôn các bạn. Đấy. Cái này đi một vòng như thế này lắt nữa bắt được đống ốc rồi các bạn. Đây. Đây có một chùm ốc này. Đấy, mình đã tỉa được. Ôi trời ơi. Đấy. Các bạn thấy chưa? Cứ đi một vòng như thế này bắt tha hồ mà ốc luôn. Đó. Có khi ở chỗ mấy cái mép ruộng như thế này các bạn này. Mấy mép ruộng như thế này cũng có ốc này. Mò vào bên trong cũng có ốc. Đó, nhưng mà sợ họ phun thuốc sâu các bạn này là ăn nó rất là sợ luôn. Phun thuốc sâu hay phun thuốc ốc này là ăn không tốt. Đấy anh Hương. Đẹp quá. Bạn ơi, nhìn thấy một con chuồn chuồn không? Màu vàng này rất là đẹp luôn nhá. Mình xe chó lại gần nhá. Đấy. Anh thấy đẹp không? Mình không biết là các bạn nhìn thấy được hay không, tại vì mình cầm cái chân cây khá là xa. Cái con chuồn chuồn này khá là đẹp nhá các bạn. Đó,
Đấy, đê xá thì không thấy đâu, mà là gần chắc là các bạn thấy. Đó, hôm nay mình đã quay video, các bạn xem nếu các bạn thấy video mình hay thì đăng ký vào like mình nhá. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn, bye bye.